không là 20 ngàn một cây chị ha. Lạp xưởng nữa mà chưa có nước nha. Ở đây có xúc xích và lạp xưởng nữa mọi người. Nhưng mà bây giờ anh chị nướng nem trước. Anh hai nem có là nãy nói lạp xưởng hả? Hai lạp hai nem thơ. Ở đúng rồi, hai lạp hai nem. Chưa có xúc xích ha. Có xúc xích chưa kìa anh? Chưa chị ơi, mới có nem à. Từ đâu ra vậy anh? Bên ba đường 3/2 bánh á. 3/2 hả? À, thường thường là 6 giờ là ra hả anh? À, 5 giờ là ra, 5 giờ 5 rưỡi là ra rồi. 5 giờ 5 rưỡi ra. Nhưng mà khoảng 6 giờ là có đồ. Hôm nay hơn 6 giờ rồi đó. Bởi vì trễ đó. Cái xe bánh mì này nó nằm ngay trước chợ Thế Bình luôn nha mọi người. Đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Ngay cái vòng xoay của cổng Quỳnh luôn. Thank you.
làm sườn nướng hơi lâu quá. Có anh em là có sớm nhất thôi. Dọn ra tới giờ đợi tới giờ thấy rồi. Khách chờ rất là đông. Ờ chào anh, bán cái này bao lâu rồi anh? Gần tháng rồi. Dạ. Mẹ đó. Đợi cái cô ơi. Xúc xích là một cây 15 ngàn anh hả? 15 ngàn. Mọi người thấy khách rất là đông mà chờ nãy giờ mà chưa có hàng luôn á. Chào mọi người nha, hôm nay là Vi đang đi ăn, Vi phát hiện một cái chỗ mà xe đẩy bán xúc xích với lại nem nướng á mọi người, bán trên lề đường nhưng mà rất là hấp dẫn luôn, rất là nhiều khách. Đây Vi mua rồi nè, đây mấy bạn. Chỗ cái xe đẩy này là của anh chị báo có xúc xích nè, rồi có nem nướng nè, đây nem nướng, rồi có cả lạp xưởng. Thì lạp xưởng này là lạp xưởng tươi, nó nhỏ nhỏ, nó dài dài, thì anh chị nướng trên than luôn. Nãy Vi có mua, Vi mua hai cây xúc xích và hai cây nem nướng và một cây lạp xưởng. Thì giá của nem nướng là 20.000 một cây, còn xúc xích là 15.000 một cây và lạp xưởng cũng 15.000 một cây luôn. Dạ rồi, chị để cho em. Cảm ơn. Đây mọi người, thì
ở chỗ xe nem nướng này á, là mọi người có thể mua để mà ăn với bánh mì, hoặc là mua không như Vi như thế này nè, mua nguyên hộp như thế này rồi có sẵn đây là mấy mọi người có sẵn đồ chua với lại rau răm hay là tương ớt để mình ăn kèm đó. Bây giờ Vi lấy cái tương ớt ra để mình ăn kèm nè, anh chị có cho rau răm để mình ăn kèm cho đỡ ngán á, hoặc là mình có thể mua bánh mì không nữa. Mình có đây là cái nước chấm, đó là tương để mình chấm vô đây. Đấy mọi người ăn như thế này đây. Một cái cây nem nướng này là 20.000 nha mọi người, nướng trên than rất là tươi luôn, rất là thơm, nóng luôn. Xe này đó là bán khoảng tầm 18 giờ khoảng 6 giờ chiều đó mọi người, nhưng mà 6 giờ chiều ra thì anh chị mới có đẩy ra, mình đợi nướng lâu lắm. Thì mấy bạn đi khoảng tầm 19 giờ là 7 giờ tối thì có thể không có đợi. Chứ hồi nãy là mình đứng đợi, khách đứng đợi rất là đông luôn. Tại vì anh chị ra trễ cho nên đợi nướng lâu. Thì xúc xích với lạc xưởng nướng hơi lâu hơn, còn cái nem nướng này thì nó nhanh hơn á mọi người. Nem nướng thơm ghê, gia vị ướp cũng rất là vừa, rồi có phần mà tương ớt ở trên cay cay dễ ăn lắm, rồi nướng trên than cho nên nó ở bên ngoài giòn giòn thơm lắm. Đây mọi người, nó ngon. Cái xe đẩy này á là bán ở trên chỗ chợ Thái Bình nha mọi người, ngay đầu đường Phạm Ngũ Lão luôn. Bây giờ khách ở đằng cái xe đằng đẳng luôn, rất là đông luôn. Vừa ra là thấy mọi người ghé lại rất là đông để mua. Thì cái này mình có thể ăn chơi hay là mình mua bánh mì về để mình ăn no cũng được mọi người. Cái thịt bên trong quết rất là kỹ cho nên rất là dai. Gia vị nêm cũng rất là vừa. Đây là xúc xích nè mọi người, một cây gì dài, xúc xích nướng lâu hơn cho nên Vi thấy mấy anh chị nói là đợi xúc xích thì lâu. Bữa tối mà mọi người ra đây thì có thể mua một cái hộp như thế này để mình ăn rồi vừa đi vừa ăn vừa tán gẫu. Chào cả nhà nha, thôi bây giờ là tối rồi thì Vi cũng phải đi về thôi. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo. Xin cảm ơn cả nhà nhiều.